Ngày 28 tháng 3, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Châu tổ chức Đại hội phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Châu đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động. Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Châu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nhân dân. Giai đoạn 2024-2029, cán bộ hội viên Cựu chiến binh xã Vĩnh Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phấn đấu không để phát sinh hội viên tái cận nghèo, không để hội viên khó khăn ở lại phía sau, từng bước nâng cao mức sống trong hội viên, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ hội viên. Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu gắn chặt với các phong trào cuộc vận động ở địa phương, chú trọng chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tập trung xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức hội để phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.